Các bạn đang đến với câu chuyện Phi Lai Hoành Khuyền của tác giả Phù Chết audio do Đam Mỹ Tường Truyền thực hiện, tập 43. Hàng thịt nướng trên thị trấn ăn cũng bình thường, nhưng được cái là rẻ tiền, thực tế. Một bữa bằng hai bữa, ăn xong Hồ Viễn Viễn trở về khách sạn, má lởm và tôn phấn cử tìm tới một quán cà phê ngồi tới 9 giờ. Lúc quán cà phê đóng cửa, hai người bọn họ mới từ từ lắc lư về khách sạn. Tôn Vấn Cử tắm rửa sạch sẽ, nằm dài trên giường cũng ngây người. Lần này Mã Lường tới gặp hắn không phải chỉ vì tới công nông thôn chơi, cũng không phải nói chuyện bộ ấm trà kia. Cho dù giọng điệu như đang nói đùa, nhưng Tôn Vấn Cử biết Mã Lường đang muốn hắn tới hỗ trợ, hoặc nói chuyện xong còn muốn chung vốn làm ăn. Việc làm đồ gốm này nghiêm túc mà nói thì phong cách của Mã Lường càng có phong cách thần truyền hơn ba hơn, hợp quy củ theo truyền thống và có nguồn gốc, mà chuyện Tôn Vấn Cử làm ông không hài lòng, ngoài chuyện trong mắt ông hắn không hiểu sao lại cố chấp và phản nghịch ra, thì chính là có thiên phú nhưng lại không theo phong cách của ông. Mấy thứ cầm kỳ thi họa bà ép hắn họp cũng không được hoàn mỹ thể hiện trên đồ gốm, quá nhiều ý tưởng, quên mất gốc rễ, đây là lời ông thường nói. Tôn Vấn Cử cũng chẳng cãi lại nhưng lại không nghe theo. Gốc rễ là gì, hắn và bà lý giải hoàn toàn khác nhau. Với hắn, thứ gốc rễ này nói hơi khác người một chút, chính là tùy tâm, ta thích thế nào ta làm thế đó. Ta cảm thấy nó như vậy là đẹp thì nó sẽ như vậy. Chuyện này không liên quan tới đúng sai, nhưng với bà lại là chuyện nói thế nào cũng không thông được. Bà cũng không quá quan tâm đến suy nghĩ của hắn, kể cả hắn có muốn nói cũng chẳng có cơ hội để nói. Mã Lường hiểu hắn cũng thưởng thức những thứ hắn làm. Sau khi bị trục xuất khỏi sư môn, tự làm một mình, Mã Lường đã từng nói, hai chúng ta cùng nhau làm, mày nghĩ thế nào thì làm thế đó, chúng ta có thể đối mặt người hoàn toàn khác nhau. Nhưng thời điểm đó, Tôn Phấn Cử không có phương hướng gì, làm đồ gốm đối với hắn chính là ác mộng, chạm vào thôi cũng chẳng muốn chạm. Vì vậy rất nhiều năm Mã Lường đều không nhắc tới nữa. Gần đây có lẽ là vì bộ ấm này khiến Mã Lường một lần nữa có ý nghĩ như vậy. Tôn Vấn Cử không từ chối rõ ràng thẳng thừng như trước đây, chỉ là cũng không dễ nhận lời. Tuy rằng ý nghĩ của hắn về đồ gốm vẫn không đổi, nhưng nếu thực sự định làm tiếp như vậy, một thứ hắn đã từng say mê rồi tránh không kịp, một khi đã trở thành phương hướng của hắn rồi, sẽ không đơn giản là một ý nghĩ như vậy nữa. Đêm hôm đó, Tôn Vấn Cử ngủ không yên lắm, cũng không yên lòng bằng ở căn phòng trong nhà Phương Trì. Trong thôn lúc yên tĩnh còn có thể nghe được âm thanh bông tuyết rơi xuống đất, an thần và tĩnh tâm. Thị trấn lại không có cảm giác đó, càng ầm ĩ hỗn loạn hơn trong thành phố. Sáng sớm xe chở hàng trên đường lái qua như thể đi đánh trận, chấn động tới mức giường cũng rung bần bật. Tôn Phấn Cử xứng sở chấn động phải 5 phút liền thì mới tỉnh táo, như thể chưa ngủ được. Lúc lấy điện thoại qua xem giờ, phát hiện khoảng 2 giờ hơn nửa đêm hôm qua, Phương Trì gửi cho hắn hai tin nhắn thoại. Hơn nửa đêm mà không ngủ hả? Tôn Phấn Cử nhíu mày rồi bật lên nghe. Tin đầu tiên không có tiếng người nói, nghe cẩn thận có thể nghe thấy âm thanh khò khò rất nhỏ. Cái gì đây? Tôn Phấn Cử lại nghe tin thứ hai. Lần này có người nói là tiếng của Phương Trì mang theo giọng mối mơ màng. Nghe thấy không? Hoàng Tổng khò khò, nó ngáy ngủ. Tôn Phấn Cử nghe tin liền cười, đặt điện thoại xuống. Thằng bé này suy nghĩ cũng thật là nặng. Hai người Mã Lường ngủ rất giỏi. Tôn Phấn Cử rửa mặt xong đi ra một phòng trên đường trở về. Hai người bọn họ mới rời giường. Đi dạo phố hả? Mã Lường đi vào phòng. Hừ, Tôn Phấn Cử cũng gật đầu. Có ai trên đường không? Mã Lường kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Không có ai. Định hút thuốc cho không khí trong lành sáng sớm. Tôn Vấn Cử lại cười, cũng không có luôn, vẫn là không khí trong thôn tốt hơn. Ăn sáng xong rồi thì đi hít thở. Mã Lường vỗ vai hắn, mấy hàng bán đồ ăn sáng trên thị trấn cũng không tệ lắm, nhiều chủng loại, ba người ăn không ít. Hồ Viễn Viễn còn mang cả cốc sữa đậu nành nóng lên xe. Xe này như cái tủ lạnh. Tôn Vấn Cử nói, mang theo 10 phút thì đã lạnh ngắt rồi. Cậu đừng có chê xe bài nhà anh gì suốt thế, Hồ Viễn Viễn nói, đây chính là chứng nhân lịch sử, mau cho chứng nhân lịch sử nhà hai người. Tôn Phấn Cử cười nói được nửa, xẻ sóc một cái suýt nữa cắn phải lưới, nghỉ ngơi đi.
Còn kiên cường lắm. Hồ Phiền Phiền cười, hỏi cái túi trưởng nóng đã sạc đầy điện, đưa một cái cho hắn. Mã Lường rất giỏi nhớ đường, gã mới quay về làng có một lần, lần này lái xe đi cũng không nhầm, cả đường sóc còn đi nhanh hơn xe khách. Con trai mày ra đón xe hả? Mã Lường hỏi. Ừ, chắc sợ chúng ta lạc vào trong núi. Tôn Phấn Cử nói, thế hả? Hay là muốn sớm một chút? Xe lắc lư một cái, Mã Lường còn chưa nói xong nên chửi một câu, tờ đệch. Tôn Phấn Cử cười chẳng nói gì, gọi cậu ta ra nhanh lên, sắp tới rồi. Phương Trì đứng trên bàn công châm điếu hút thuốc, chú Hải và cô sáng ngày kia đều phải trở về, giờ còn đang xếp đồ đạc, ông bà nội chuẩn bị một đống đặc sản thổ địa bảo mang đi theo. Phương Huy đang ở trong phòng cậu, nằm trên giường gọi điện thoại cho bạn học kêu ca trong thôn chẳng có gì vui chơi, tiện thể phát biểu một vài cách nhìn mịt mờ liên quan tới kiến thiết nông thôn. Thật ra thì Phương Trì đang bực mình lắm luôn. Phương Huy mặc áo khoác hôm qua phơi sương phơi gió cả ngày ngoài trời, cứ thế nằm trên giường cậu. Phải mọi khi cậu đã đi vào đánh cho Phương Huy một trận, nhưng ngày hôm nay chẳng có tâm trạng. Năm nào cũng vậy, Tết nhất vừa mới bắt đầu là náo nhiệt, mà náo nhiệt qua đi chính là trống rỗng Tết đột ngột. Tất cả mọi người đi rồi, ông bà nội lại trở về cuộc sống hai người cùng tiểu tử, trông coi căn nhà này. Tuy không nhìn ra được hai người bọn họ có gì không vui, nhưng Phương Chỉ vẫn rất đau lòng. Điện thoại di động cũng vang lên, Phương Chỉ vừa lấy điện thoại di động ra, vừa chạy xuống cầu thang, lúc nhận được điện thoại cậu đã ra khỏi sân sau. Bọn tôi tới đầu đường rồi, cái ngã rẽ có sân to nuôi gà ấy. Tuấn Phấn Cử nói trong điện thoại, chắc 20 phút nữa là tới con đường thôn các cậu. Ừ, giờ tôi ra ngoài. Phương Chỉ cũng dập máy, huýt sáo rất to. Mấy giây sau tiểu tử từ trong sân cũng vọt ra, ăng ẳng đi theo cậu. Phương Chỉ dẫn tiểu tử đi ra ngoài, tới ngã tư nhìn thử, xe còn chưa tới. Cậu liền nhặt một hòn đá từ ven đường ném ra xa. Tiểu tử sủa chạy tới nhặt lấy cục đá trở về. Cậu nhận cục đá lại ném đi, tiểu tử vui vẻ vừa sủa vừa chạy đi nhặt. Trước đây lúc cậu chờ người mà dẫn theo tiểu tử, trò chơi này chính là cách tốt nhất để giết thời gian. Ném đá một lúc từ bên kia đường đã có một chiếc xe lái tới. Là xe van củi mà Mã Lường, còn xe mà đóng cửa lại rồi phải đạp một cái thì mới mở cửa xe ra được. Phương Chỉ huýt sáo, tiểu tử chạy về bên chân cậu quỳ xuống. Lái xe tới trước mặt cậu thì dừng lại, cửa kính bên ghế phụ hạ xuống một người phụ nữ rất xinh đẹp cười với cậu. Phương Chỉ đúng không? Xin chào. Xin chào. Phương Chỉ đoán đây là vợ của Mã Lường nhưng cũng không nghĩ tới cô lại là người đầu tiên chào, cũng hơi không biết phải xưng hô như thế nào. Thím là Hồ Viện Viện, là thím cậu. Hồ Viện Viện đưa tay ra từ trong cửa kính. Hả? Phương Chỉ nắm lấy tay cô, thật không hổ là vợ Mã Lường. Cửa sau xe mở ra, Tuấn vẫn cứ nhảy xuống. Đồng chết mẹ ta rồi cái xe cùi này. Giọng nói này khiến lòng của Phương Chỉ cảm thấy dễ chịu. Trước đây không cảm thấy giọng nói Tuấn Phấn Cử dễ nghe, chỉ cảm thấy mỗi lần người này nói đều mang theo mấy phần lười biếng. Đương nhiên qua lúc giải bảo mình ra, thế nhưng rồi đột nhiên nghe thấy lại chợt nhận ra, giọng Tuấn Phấn Cử nghe thật dễ chịu. Cậu đi bộ vào hả? Hồ Phiền Phiền hỏi. Ừ. Tuấn Phấn Cử cũng dập lên cửa xe. Hai người tự lái vào đi. Được. Mã Lường cũng gật đầu. Nhìn Mã Lường lái xe nhẹ nhàng khoan khoái rẽ vào đường nhỏ vào thôn, Phương Chỉ há hốc không nói lên lời, cảm giác thật lúng túng, đón người thế này cũng quá là gì đó rồi. Tiểu tử ngoan lắm, Tuấn Vấn Cử xoa xoa đầu tiểu tử, vẫn luôn ở bên cạnh vẫy đuôi. Xe của anh ta không có hệ thống sưởi hả? Phương Chỉ nhìn hắn, qua nửa buổi mới nói một câu, lúc tôi vào núi 3 năm trước đã hỏng rồi, giờ vẫn chưa sửa. Tuấn Phấn Cử xòa tay nhảy nhảy ngay tại chỗ, găng tay tôi cũng lạnh thấu rồi. Tôi... Phương Chỉ tháo găng tay của mình ra, hơi do dự đưa tới trước mặt hắn, của tôi ấm này. Tuấn Phấn Cử cười rồi nhìn cậu không nói gì, cũng không cầm lấy găng tay. Phương Chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi rút tay về. Tuấn Phấn Cử nắm lấy găng tay rồi đeo vào tay. Cậu cũng biết chăm sóc người khác thật. Hả? Phương Chỉ đáp một tiếng rồi nhét tay vào túi. Đi thôi. Tuấn Phấn Cử đập một cái lên tay cậu. Còn đường nhỏ, về thôn này không xa lắm. Có điều hai người đi rất chậm như thể đi dạo.
Tôn Phấn Cử dùng khăn quàng che mất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai mắt cũng không kêu lành. Chơi trên thị trấn vui không? Phương Trí hỏi. Cậu nói xem. Tôn Phấn Cử cười, cậu cũng ở đó mấy năm mà. Không có gì vui, không vui bằng trong thôn. Phương Trí cũng cười. Ngày hôm qua đi thăm họ hàng vui không? Tôn Phấn Cử nghiêng đầu nhìn cậu. Cứ vậy thôi, đi tới nhà ông trẻ em ngoại, ông ngoại tôi chính là nhà ông nội Phương Ảnh. Phương Trí lại xoa mũi. Gặp Phương Ảnh không? Tôn Phấn Cử hỏi. Có. Phương Trí ngấm lại liền nhíu mày. Bà nội như kiểu khoe đồ quý, kể là nhà mình có thủy cử viết câu đối đẹp lắm nên chị ấy biết anh đang ở nhà tôi. Biết thì sao chứ? Tôn Phấn Cử cười rồi nhảy nhảy. Không sao. Tôi sợ là hai ngày nay có lẽ sẽ tới, quan hệ của chị ấy với ông bà nội tôi vẫn còn khá lắm. Phương Trí có hơi lo lắng, nếu anh không muốn gặp chị ấy. Yên tâm, cô ấy không dám tới đâu. Tôn Phấn Cử cũng chực một tiếng, nếu không phải tôi nể mặt cậu, chỉ mỗi cô ấy như thế tôi đã sớm tìm người chị cô ấy rồi. Chị thế nào? Phương Trí hỏi. Cậu đoán đi, loại công tử bột như tôi chừng chị lừa đảo từ đến cửa còn có thể chừng chị thế nào? Tôn Phấn Cử rồi nở nụ cười. Cậu là có biểu hiện tốt, nếu không cả cậu cũng bị trừng trị cùng luôn rồi. Bảo là hôm nay tôi có trẻ Phương để ăn đúng không? Hà, Phương Trí ngây người một lúc sau mới phản ứng được Tôn Phấn Cử đã chuyển chủ đề. À đúng. Ăn ngon không? Tôn Phấn Cử nói có thể cho ít sữa bò vào không? Được. Tôn Phấn Cử cũng chẳng nói gì nữa, Phương Trí cũng không lên tiếng. Xung quanh rất yên ắng, giờ cũng không có tiếng pháo, có thể nghe thấy tiếng bước chân lẫn hơi thở của bọn họ và tiểu tử. Phòng của anh, Phương Trí cúi đầu đi tới, có cái hộp đó là đàn nhị hả? Hộp nào? Tuấn Phấn Cử hỏi. Là cái hộp gỗ dài to trông như thể chứa bí kíp võ lâm ấy. Tuấn Phấn Cử nghe thì liền cười sặc sụa, nửa buổi cũng không ngừng được. Làm thế nào? Phương Trí chờ một tiếng. Ừ. Tôn Phấn Cử gật đầu, lấy bắp van tặng tôi. Anh ta tặng anh. Phương Trí vẫn nhíu mày. Đồ anh ta tặng anh còn mang theo, không ngại khó chịu hả? Đàn vẫn là đàn tốt, chắc là chú Lý chọn. Tôn Phấn Cử cười xoa mặt. Phước thì tiếc lắm, tâm trạng tôi tốt rồi có khi còn mang sang nhà Lý bắp van kéo kìa. Thần kinh. Phương Trí cũng thở dài, nói thật ra thì rất nhiều lúc cậu hoàn toàn chẳng thể hiểu rõ ý nghĩa thực sự của Tôn Phấn Cử là gì, kể cả biết được bên dưới vẻ ngoài thần kinh của hắn còn một khuôn mặt khác, nhưng vẫn không đoán ra được. Anh bảo kéo đàn cho tôi là dùng cái đàn này hả? Ừ, cho cậu nghe thử đàn tốt đánh nó thế nào. Lúc đi tới cổng, Mã Lường đã dừng xe xong, cùng với Hồ Phiền Phiền ôm một đống đồ lớn. Phương Trí vừa nhìn thấy liền sừng sốt. Làm gì đấy? Đi chúc Tết chứ gì, Mã Lường nói. Đầy cũng quá nhiều rồi. Phương Trí nhìn thử đủ loại đồ ăn và rượu, còn có mấy hộp thực phẩm dinh dưỡng cho người cao tuổi. Ông bà nội có lẽ cả đời cũng chưa bao giờ dùng thực phẩm dinh dưỡng cao cấp như vậy. Mở được cái cửa hàng rồi đó. Thì mở thôi, Mã Lường cười nói. Người chồng nhà đều thích náo nhiệt, vợ chồng Mã Lường vừa vào nhà liền được nhiệt liệt đón tiếp. Ông bà nội lập tức bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, nấu thức ăn, còn tiền thể cảm thán bạn bè Phương Trí đều là người lớn. Mã Lường tùy nói lắp nhưng lại nói được hơn Tôn Phấn Cử. Tôn Phấn Cử rất nhiều chỉ im lặng ngồi nghe. Mã Lường rất nhanh đã trò chuyện với 10 người chú hai, thêm cả Hồ Viền Viện, cả nhà chỉ chốc lát đã trở nên rộn ràng. Mẹ gọi Phương Trí ra ngoài sân. Đây đều là bạn bè của con hả? Vâng, Phương Trí gật đầu. Sao con làm quen được nhiều người như thế này? Mẹ nhìn qua có vẻ không yên tâm lắm. Tôn Phấn Cử vừa nhìn thấy đã là công tử nhà giàu, Mã Lường này tiêu tiền cũng hào phóng, bọn họ làm gì vậy? Làm đồ gốm. Phương Trí nói bà Tôn Phấn Cử có vẻ trẻ trâu, có vẻ trâu bò lắm. Đồ gốm. Mẹ cậu không hiểu thứ này lắm, cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ nói một câu. Mấy người này không cùng một con đường với dân chúng bình thường như chúng ta, còn quên người ta phải tự mình để tâm một chút. À, Phương Trí lại gật đầu. Bữa trưa hôm nay rất phong phú, theo thói quen, lộ là cơm tối sẽ nhiều món hơn. Nhưng bởi vì hai người Mã Lường buổi tối còn phải về thị trấn, cho nên ông bà nội chuyển hết mấy món sang bữa trưa này. Phương Trí vẫn theo lệ thường vùi đầu ăn, Tuấn Phấn Cử cũng chẳng nói nhiều. Mã Lường với chú hai thì trái lại uống rất vui vẻ. Lời mẹ nói khiến Phương Trí có hơi hoảng hốt,
không phải người của một con đường. Câu nói này Phương Chi cảm thấy cũng không chính xác, nhưng trạng thái mạnh mẽ hoàn toàn khác ngày thường lúc Tôn Vấn Cử nghiêm túc làm đồ gốm kia lại khiến cậu cảm thấy khoảng cách đó có thể cảm nhận được rõ rành rành. Cậu quay đầu lại liếc nhìn Tôn Vấn Cử. Tôn Vấn Cử cũng đang cầm đùi gà gặm, cũng nghiêng đầu đi đối mặt với ánh mắt của cậu. Ngon không? Phương Chi hỏi. Ừ. Tôn Vấn Cử đáp, bà nội nói trẻ con nhà cậu đều không ăn đùi gà. Dù sao thì tôi cũng không thích, tôi thích ăn cánh gà, Phương Chi nói. Vậy cậu ăn đi. Tôn Vấn Cử nhìn cậu, hôm nay nhìn cậu có vẻ chán ăn. Không, Phương Chi cười cúi đầu gắp hai miếng thức ăn. Ăn cơm xong mọi người chơi mặt trược, Hồ Viễn Viễn vào nhà bếp học tập bí kíp làm khâu nhục, Tôn Vấn Cử phả mã lường lên tầng, có lẽ là đang bàn bạc gì đó. Phương Chi cũng không có tâm trạng chơi mạt chược, ngồi trên ghế sofa nhìn tiểu tử đang chơi với cái bóng của mình ngoài sân. Có lẽ qua khoảng nửa tiếng Tôn Vấn Cử và Mã Lượng đi xuống. Tôi với Lượng Tử ra ngoài đi dạo mấy vòng. Tôn Vấn Cử đi tới trước mặt cậu nói một câu, lại đưa tay nắm lấy tóc trên đầu cậu xoa xoa. Cậu đi cùng không? Không được. Phương Chi lắc đầu. Cậu biết Mã Lượng và Tôn Vấn Cử có chuyện quan trọng, cậu cũng chẳng muốn đi theo. Các anh đừng đi xa, đừng đi đường nhỏ, cẩn thận bị sói tha đi. Biết rồi. Tuần Phấn Cử cầm theo viên kẹo sữa từ đâu đó ra bỏ vào tay cậu, quay người cùng Mã Lượng đi ra ngoài. Hai người làm gì rồi hả? Mã Lượng cùng Tuần Phấn Cử đi theo con đường sau thôn tản bộ về sườn núi, vừa châm thuốc vừa hỏi một câu. Sao? Tuần Phấn Cử quay đầu, trạng thái thằng bé kia không đúng lắm. Mã Lượng nhả ra một ngụm khói. Miệng không lưu loát, mắt cũng tình tường phép. Tôn Vấn Cử nói. Lên giường rồi hả? Mã Lượng hỏi, nghĩ lại chưa đợi Tôn Vấn Cử mở miệng gà đắt lắc đầu. Không giống. Tôn Vấn Cử vẫn cười chẳng nói gì. Dù sao cũng có chuyện gì đó. Mã Lượng gầm thuốc lá nhìn hắn chằm chằm. Nhìn mặt tao ra được gì hả? Tôn Vấn Cử quay mặt nhìn về phía gà. Không. Mã Lượng nói, mày ở phương diện này là con cáo giả. Có cục khứt. Tuần Vấn Cử cũng chật một tiếng, đi được hai bước lại nói một câu. Không nói rõ được, không chắc cậu ấy nghĩ thế nào. Vậy mày có ý nghĩ gì? Mã Lượng rất nhạy cảm và đổi theo một câu. Không nói được. Tuần Vấn Cử bảo, ta không phải trẻ con nữa. Không chơi nữa. Mã Lượng nhìn hắn. Chơi không nổi nữa. Còn biết nói năng không thế. Tuần Vấn Cử cười. Có ai nói chuyện như mày hả? Tao còn nghĩ là Phương Chi trưởng thành hơn. Mã Lượng chậm rãi xoay người. Mày sẽ có ý nghĩ gì đó. Mày trước nói không chạm vào trẻ con. Nhìn 3 năm biết đâu nghĩ thoáng ra. Trưởng thành cái gì? Tôn Phấn Cử cầm viên kẹo sữa ra ném vào trong miệng. Có trưởng thành đi nữa chuyện tình cảm vẫn là đứa trẻ con. Đột nhiên mở cánh cửa ra thế giới mới. Hồi cháo hóc môn bừng nổ. Cái gì cũng không chắc chắn. 2 ngày sau lấy lại tinh thần rồi là như mây khói. Nói chính mày à? Mã Lượng ngửa đầu nhìn trời phun một ngụm khói. Tôn Vấn Cử không nói gì, kể cả bản thân đã từng như vậy cũng là kinh nghiệm. Hai người đi được một lúc, Mã Lượng chuyển đề tài về chuyện chính. Tôn Vấn Cử hiện giờ không chịu chung vốn làm ăn, nhưng ngoài bộ ấm kia Mã Lượng còn muốn để hắn làm một ít thiết kế khác, không phải là làm ăn chung, tạm thời coi là hỗ trợ thôi. Hắn cũng đã nhận lời. Có điều Mã Lượng đột nhiên nói tới chuyện Phương Chi, hắn có hơi bị đảo loạn suy nghĩ, một lúc lâu mới bình tĩnh lại được tư tưởng. Có hơi gì đó là có, làm gì, làm cái gì đó làm rồi. Nhưng tính cách của Phương Chi thì hơi khó nói, cẩn thận tới mức quá cẩn thận, có thể nhìn ra được cậu lúng túng ngại ngùng hoặc là khó chịu nhưng lại không đoán được cậu đang nghĩ gì, muốn gì, chống cự gì. Mà trạng thái trước mắt của hắn không có tâm trạng đi suy nghĩ thêm. Lại nói Phương Chi còn sắp thi đại học ngay rồi. Đi một vòng theo con đường hôm đó Phương Chi dẫn hắn chạy bộ xong, Tôn Phấn Cử và Mã Lượng quay lại về nhà. Tiểu tử đang ở cổng nghiêng đầu gái gái, Tôn Phấn Cử đi qua cào cào tai nó mấy cái. Tiểu tử đang đắm chìm trong sự nghiệp gái ngứa cũng sợ hết hồn, nhảy ra mấy bước rồi mới ngóc đôi chạy tới. Hồ Viền Viền còn đang ở trong nhà bếp nhìn con vẻ đã học được kha khá của ông nội rồi. Mã Lượng cũng đi vào bếp tham gia chuyện vui. Tôn Vấn Cử liếc mắt nhìn vào phòng khách, hai bàn mạt trược không thấy Phương Chi.
Lên tầng có thể nghe thấy Phương Huy đang gọi điện thoại trong phòng Phương Chỉ, giọng điệu cực dâng trào. Tuấn Vấn Cử đẩy cửa vào trong phòng mình. Phương Chỉ đang gục mặt xuống màn đều thấy nghe làm bài tập. Tuấn Vấn Cử đi tới phía sau cậu nhìn thử còn rất nghiêm túc, trên giấy nháp cũng viết kín. Này! Tuấn Vấn Cử vỗ vai cậu. Hả? Phương Chỉ quay đầu lấy tai nghe xuống. Về rồi hả? Đi một phòng trời lạnh quá. Tuấn Vấn Cử nhấc Hoàng Tổng tới làm ấm tay, chốc nữa má lượm về thị trấn. Nói chuyện xong rồi hả? Phương Chỉ hỏi. Cũng tạm tạm rồi, thật ra nói chuyện điện thoại cũng được, chỉ là tôi gọi điện thoại cho nó mệt mỏi. Mặt đối mặt nói chuyện, tôi gần như chưa cần nói xong cả câu thì đã hiểu được ý rồi. Tuấn Phấn Cử cười, cậu làm bài đi. Cậu không quan tâm, ôn tập đi. Tuấn Phấn Cử thả một viên kẹo trên bài tập của cậu, Lương Tử cũng không phải là người khác, không cần phải câu nệ thế. Phương Chỉ một lần nữa đeo tay nghe lên cấm mà tiếp tục làm bài. Thời gian dài như vậy lần đầu tiên cậu ôn tập trung được đến thế, như thể ăn nhầm thuốc chuột, trong lòng rất điên nắng. Cứ như vậy mà làm từ tờ này qua tờ khác. Mãi chờ lúc tới Tuấn Vấn Cử thấy tay nghe trên đầu cậu đi, cậu mới ngẩng phát lên đầu. Mấy giờ rồi? Bên ngoài cửa sổ là một màu đen kịt làm cậu vô cùng kinh ngạc. Hơn 8 giờ. Phòng đàm tiêu điểm cũng đã làm xong rồi, Tuấn Vấn Cử nói. Phòng đàm tiêu điểm là một chương trình TV, các chuyên gia bàn luận những vấn đề tiêu điểm trong ngày. À, Phương Chỉ xứng sở, tôi còn chưa ăn cơm, anh ăn chưa? Ăn rồi, ngồi sao cậu ăn? Sao không gọi tôi ăn chứ? Phương Chỉ sợ bụng tôi đói. Thực sự quá hiếm thấy cậu ôn tập ra gì như thế, tôi biết cậu lâu lắm với như thế mới gặp được có một lần. Tuấn Phấn Cử nói, không thể nào không giúp cậu giữ vững một lúc, bà nội để lại thức ăn cho cậu rồi, cả một đống to. Tôi muốn ăn mì, tôi nấu một ít mì ăn. Phương Chỉ đứng lên mới thấy đau lưng và eo mỏi, đứng ngay tại chỗ ướn người nửa buổi. Ai, thắt lưng tôi gãy mất. Trước lúc gãy thì tiện làm cho tôi một ít chè phừng đi. Tuấn Phấn Cử đưa tay ấn lên thắt lưng cậu, là gãy ở đây hả? Phương Chỉ không nói gì, lưng đang ướn liền đột nhiên cứng lại. Tôi đập cho cậu mấy cái. Tuấn Phấn Cử cầm quyển sách lên, dùng gáy gõ gõ lên thắt lưng cậu. Phương Chỉ xoay tay lại nắm cổ tay hắn nghiêng đầu. Sao thế? Tuấn Phấn Cử nhìn cậu. Tôi... Phương Chỉ buông tay hắn ra. Đi nấu mì anh muốn ăn chè vừng sữa đúng không? Ừ, nhiều sữa bò một chút, đường cũng bỏ nhiều vào. Tuấn Phấn Cử gật đầu. Ừ, Phương Chỉ đi ra khỏi phòng. Tuấn Phấn Cử nghe tiếng bước chân cậu mới đi được hai bước trên cầu thang thì liền vang lên tiếng ầm ầm. Nghe như thể tiếng động của đống hàng Tết để ở chỗ đặt cầu thang bị đổ ra đất, sau đó là tiếng thứ gì đó lăn rầm rầm từ trên cầu thang xuống. Ôi mẹ ơi, Phương Chỉ em không sao chứ? Dưới tầng vang lên tiếng kêu của Phương Vân, sao lại lăn xuống thế này? Tuấn Phấn Cử ngây người nhanh chóng ra khỏi phòng, trên cầu thang toàn là hàng Tết rải rác. Phương Chỉ mới lăn từ dưới cầu thang đứng lên, phủi phủi đầu ngẩng qua, nhìn lướt lên phía trên rồi chờ một tiếng. Bước hụt không sao. Sau đó xoay người vừa đi vào sân vừa nói, mà thất tiền để cho hụt chân trước. Tuấn Phấn Cử trở về phòng cũng cười nửa buổi.